đã nhấp nhô. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại lán của em Xính Một Chân. Và sau cái chương trình Xuyên Việt thì rất lâu rồi Thắng mới được trở lại lán của em Xính Một Chân trong vòng khoảng 6 tháng rồi. Thắng chưa được quay lại lán của em Xính. Cuộc sống của em Xính thì bây giờ cũng các bác cũng thấy rằng là bớt đi rất nhiều những cái khó khăn rồi. Và hôm trước thì Thắng có đi đến Quy Nhơn thì có một bác mà bác có cái quán phở Hà Nội đó. Đấy, một góc Hà Nội đó. Và bác ấy có gửi cho bạn Xính 3 cái quần. Đó, và Thắng vẫn còn để nguyên ở trong túi trên xe như này. Đây là 3 cái quần của bác ấy gửi tặng cho em Xính. Đấy, ba cái quần soft này nhé. Bàn giao lại còn nguyên nhá, nguyên đẹp, còn đẹp mới đó. Còn đây nhá, anh Thắng gửi tặng, xin lỗi anh Thắng gửi chuyển lại của một bác Quy Nhơn, bác gửi tặng cho em Xính Một Chân. Chào bác, bác ấy có một cái quán phở đó và bác cũng rất là nhiệt tình gửi cho Tất Thắng rất nhiều những cái quà đấy, và đặc biệt là cho cả con trai của Tất Thắng quà, rồi là con của bạn Tú, rồi là con của bạn anh Sự, rồi con của Thiệp, rồi con Hữu hôm đó. Thắng cảm ơn bác rất nhiều. Hôm nay thì Thắng đã cầm về món quà của bác đấy chuyển cho em Xính. Thực ra không có món quà này thì chắc là Thắng cũng chưa có thể có thời gian để lên được với em Xính đâu, tại vì hôm qua thì đi rửa xe thì chợt nhớ ra là vẫn còn một cái phần quà này ở trên xe của Tất Thắng, là đã để rất lâu rồi, hôm về đến giờ mà Thắng chưa ghé qua được để thăm em Xính. Hôm nay thì Thắng trở lại đây để thăm em Xính và gửi cái món quà này của bác ở trong Quy Nhơn. Bác cũng rất là cao tuổi rồi và bác nói rằng là cũng rất muốn ra Hà Giang nhưng mà bác do sức khỏe rồi là bị say xe nữa không thể đi được. Đấy, có đến mấy cả em Xính đây thì hôm nay thì Thắng gửi lại cái quà này cho em Xính em mới nhận được. Trở lại đây thì hôm nay có cả bạn Sự nữa đồng hành cùng với Tất Thắng. Hôm nay có lẽ là thời tiết nó mưa gió ở trên kia nên là bạn Sự không đi làm được, và bạn Sự có một cái kênh YouTube nữa. Nhờ anh em Tất Thắng bật cho những cái chế độ mà để có cái quảng cáo để có kiếm thể kiếm được tiền, nên là Thắng rất mong là quý cô bác anh chị có thể theo dõi ủng hộ cho bạn Sự cũng như là bạn Xính Một Chân những cái nội dung mà bạn Sự và bạn Xính đang xây dựng trên kênh YouTube Xính Một Chân và Sự Dũng Cảm, hai kênh, và nữa là có cả em Trương nữa, đúng không? Em Trương là em trai của Sự. Có cả cái kênh của em trai Xính Một Chân nữa cả. Em trai Xính Một Chân. Bây giờ thì ở đây là lán của em Xính thì là các bác cũng thấy rồi, qua một thời gian mà rất nhiều các quý cô bác anh chị đã giúp ủng hộ cho em Xính. Và Thắng cũng phải nói rằng hôm nay Thắng lên được đến đây, thời tiết tối qua mưa ở Hà Giang rất nhiều và Thắng phải lên đến đây được thì cũng phải cảm ơn đến bác Đồng Hải, là người mà giúp đỡ em Xính trong cái thời gian để em Xính có một cái tuyến đường để anh em Thắng mang được những cái chiếc xe này đi được xe lên đến đây. Đó, rất là tuyệt vời. Khu này thì nhà em Xính đang phát lương đúng không? Bây giờ thì mời các anh em cùng với cả các bác đi lán nhà em Xính. Hôm nay Thắng mang miến, rồi là xương, rồi là thịt lên để nấu cơm, ăn cơm với cả gia đình em Xính, với cả bạn Sự. Sự cũng là xin chào tất cả các bác là hỗ trợ kênh của Sự mà đăng ký nhá các bác. Anh quay lại lấy túi là đắng ạ. Ở đây là em Xính có một tổ ong ở đây này. Đấy. Ừ. Em phát đến đây xong là em chuẩn bị đốt hai phát mà. Không đốt. Đố ông nào dám xuống nghịch ông này đây. Không. Nó bọc bọc nó như một quả trứng rồi. Cầm xét đi về nhà. To như trứng đà điểu rồi. Đây. Nhìn thấy luôn này. Có đốt không anh?
Ông làm gì nó đốt người mình có chê. Ông này ban ngày không đốt đâu đúng không? À, à con này ban ngày mình là người tốt nó không đốt rồi. À, ông này màu nó màu vàng vàng phải không? Đây. Ông này ông ban ngày không đốt. Đây là anh còn sờ vào tổ luôn này. À. Anh thì chọc một lỗ đây. Chọc một lỗ rồi nó chỉ ra xe nào ôi, ôi sao mở cửa ấy. Thế đây đây đây. Hôm qua vợ thằng Trương bị đốt hai phát ở đây đúng không? Vâng. Ban ngày vẫn đốt á? Lấy dao chặt sát chúng nó rồi. Nó chặt sát chúng mới đốt rồi, nhưng mà chặt không chúng thì nó không đốt rồi. Chúng con này ban đêm là nó đốt đúng không? Đúng rồi, ban đêm thì không thể chạy thoát nó được. Ông này đốt ban đêm kinh lắm. Ông này người ta gọi là ong bắp cày. Ông này đốt thối thịt luôn. Cái này cây ấy này nhỉ? Mắc kén này. Đây nhà xính nhà đang phát đây trồng ngô hết à? Vâng. Em để lại cái này để lấy quả chứ đúng không? Đúng không? Đây. Đây anh trồng giúp cho. Đúng chưa? Đây em chưa thấy ở bên kia. Đâu? Nó phát đường của nó, ruộng của nó phát xong rồi. Ai? Trường ấy. Ui phát hết bên kia rồi đấy. Ai giả? Trường sang bên kia. Đang... Thế bây giờ hai anh em bọn em mà lên đây làm hết trên này à? Vâng. Bởi vì có nhà thì nó bảo nó cũng có làm thuê thì nó bảo cầm được 40 triệu, nó bảo muốn làm cái nhà sơ sài để ở dưới, nhưng mà em bảo là em làm được cái nhà ở đấy nhưng mà em cũng chỉ làm thuê thôi, thế bảo thế thì em muốn lên cùng anh sinh sống ở trên kia một thời gian anh cho rồi, em bảo thôi anh em mình thằng em á, thằng vâng, Trương này á. Vâng. Thế bây giờ hai thằng lên đây sinh sống với nhau à? Đúng rồi. Cả thì... hai đứa vợ luôn à? Vâng, đúng rồi. Thế đứa vợ thằng Trương là đẻ chưa? Có đẻ. Cũng đẻ hết rồi á? Vâng. Thế à? Nó làm nhà. Thế bây giờ là làm lều ở đâu rồi? Chưa. Ở chung hết đây à? Chung hết cái lều này á? Tập trung hổ em cái lúa về làm ngô đấy xong đấy. Em mới ra hổ phụ nó. Còn chỗ nhà đấy cái kia thì cũng không làm được cái gì, cũng phải lên đây. Thế làm một cái lều nữa à? Đúng rồi, bây giờ nó làm lều. Làm bên kia, định làm bên kia á? Em vừa mới phát xong bên kia. Chỗ kia hơi bé, có sao rộng bằng bên này? Có chứ, kia rộng mà. Ừ. Còn chưa phát hết đâu. Chưa phát hết sang phát là sang bên này đấy à? Kia bãi kìa. Đúng rồi, bên dưới kia chưa đấy kia chưa phát đâu. Thế à? Kia là thế bên này có phải của mình không? Có đây này. Thế xong phát đi trồng đây này. Vâng. Hay để con chăn trâu. Để chăn trâu thôi, cái chú đùi này nó không nên gì đâu mà. Ừ. Còn kia còn chưa phát hết, còn trương kia phải 3 cân giống lúa ở kia đấy. Thế à? Có một bãi ruộng đấy mà. Ừ. Vợ em vẫn đang phát nương ở kia. Đúng rồi, vợ em phát nương. Con đứa thứ hai của em là được mấy tháng rồi? Hơn 2 tháng á. Sang tháng thứ 3. Thế à? Đang sang tháng thứ 3 rồi. Thế thằng lớn là chắc bây giờ đi nhanh nhách rồi nhỉ? Đúng rồi, nó phát theo đường kia này, nó thấy bố cưới xe đi kia, nó đi xuống này. Thắng là đến đây các bác là thấy rằng là sau rất là nhiều ngày rồi, Thắng mới thăm em xính. Nếu đúng là không có mà đồ mà của các bác gửi thì chắc là lâu nữa Thắng mới trở lại thăm em xính được, tại vì Thắng còn rất nhiều những cái công việc. Đây hôm qua anh Sự đi rửa xe thì anh ấy bảo là Thắng là ô sao lại có quần áo gì ở đây, nên là Thắng vẫn phải bớt chút cái thời gian để lên đây đưa cái đồ này cho em xính. Đấy. Em chờ cái phân xanh còn cái ruộng kia. Ruộng đen hết rồi. Chặt chặt phân xanh á. Vâng. Cái chỗ này có trồng ngô gì không? Có chứ, bãi này chuẩn bị phát, em đang phát hết bãi. Chuẩn bị phát đây à? Mùa này mùa cỏ mà. Ý là phát hết cái kia nhưng mà cái máy bị tuột cái xích, thế là tối em nghỉ này. Cái này là ngày xưa anh hay đi cắt cho lợn. Ừ. Cỏ vừng. À đây là thằng bé con nhà em đây à? À. Nó đã đi được rồi đấy. Anh thử xây nhà sắp xong rồi nhỉ? Mưa quá nhỉ trên này. Cái này là sáng nay trời hôm qua tối trời mới mưa. Hả? Ban ngày nó không mưa đâu. Ừ. Tối nào cũng mưa mà. Tối nào cũng ngày. Vâng. Ngày nắng đêm mưa. Ngày thì nắng to, đêm thì lại mưa to. Không hiểu kiểu gì nữa. Cái này là như
cây mai rừng này phải không em? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà em mua này hết quả rồi nhờ. Đúng rồi. Đấy, cây này là sau này quả rồi. Dây là cứ buổi chiều mới thả. Đúng rồi, chiều chiều. Ui đây lắm trẻ, cái cây trẻ dây thế. Nhiều lắm, bán nhiều mà. Ừ. Kìa. Cái bãi mà mình em phát kia trên kia cái nguồn cây anh bên anh nhìn cái nguồn cây kìa. Ừ. Ở cái cây như ở cây ô kìa. Ừ. Một nắm kìa. Ừ. Chặt ra rồi hơn một tải. Đẻ à, con này đẻ à? Còn một con ngày xưa còn chạy theo tao đi ấy nữa cơ. Đây chuồng dê đây à? Đúng rồi. Bây giờ là dê có bao nhiêu con? Hơn là 40 con à? Hả? 40 con à? Bây giờ đông thế nhỉ? Đông lắm ấy. Bây giờ đẹp chưa? Dê bé kìa. Ui dồi. Vừa mới đẻ. Đây à? 5 con. Ui dồi. Thích nhỉ? Đây à. Để hai thằng đực, hai thằng cái xong một thằng đực là một nhùng cái. Nhúc luôn nhỉ? Đúng rồi. Béo nhỉ, dê này nhỉ. Ơi à, kinh nhỉ. Tổng xỉ vả bây giờ là chỗ này bao nhiêu con? Hơn 40 con à. Hả? 41 con. 41 con hả? À? Đây à. Chỗ này là phải cảm ơn cô Linh Trong rất nhiều. Và gia đình cô Linh Trong đã lúc đó là đã gửi tặng cho em Xính rất nhiều dê. Và bây giờ đây các bác nhìn này. Dê này. Đấy. 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 Thế là chiều mới thả em. Vâng, cái này thế là bây giờ con dê giống là con nào? Dê giống ở phía bên này. Hả? Đây này, con dê cái này, dê giống này. Có một con này, hai con, ba con. 5, 6, 7 con ở chỗ này dê giống nữa. Ở đâu? Đây này, nó vẫn lên to to kích cỡ. À. Toàn là những con đã đẻ rồi. Kinh nhỉ. Không, con đang bảo con dê đực cơ mà. Con dê giống ở kia. Hả? Đứng bên đầu đằng kia. Con to nhất ở bên này. Con to nhất lên từng ra dài kìa. Ừ. Thôi những người. 40 con cơ à? Ừ. Kinh nhỉ. Hơn 40 con đấy. Đâu, con dê đực là con nào? Con gì vậy? Con đo đen đen đấy á? Ừ. Sao gầy thế? Bây giờ gầy thế? Nó có nhiều con nó gầy. Ít được à, ít nhiều mái lên rồi à? Ừ. À. Tổng xỉ vả bây giờ là tròn 40 con à? Đúng rồi. Cả to lẫn nhỏ á? Hơn 40 con nhá. Bao nhiêu? 4 mấy? 42 con. 42 con rồi. Ờ, con bé tính ở con bé vừa mới đẻ 5 con này. Đấy là trong khi đó là còn đã bán đi rồi nhá các bác nhá. Nếu mà các bác thấy mà em Xính mà nuôi dê mà mát tay thì đúng là phải nói rằng là không ai chắc là mát hơn nữa nhỉ. Con này năm ngoái bị một nó trộm lấy một thằng nó à. Hai thằng được bị của nó trộn lấy một con lúc nó to một thằng này này. Thế bị họ lấy một con rồi. Nó đợt không nổ kia cũng bị họ lấy một con giống con kia. Ừ. To giống như con kia bị họ lấy đi. Thế à? Bị họ trộn mất lớn với mà lớn một con. Hình như là nó đang như hiểu là anh cảm thấy con dê đực kia là đang hết hạn sử dụng rồi sao ấy. Không phải đâu. Yếu quá rồi ấy. Hả? Không phải đâu, nó gầy rồi. Ho ác đấy, không có cỏ à? Cỏ có nhiều mà nó. Thế sao mấy con này gầy này không tẩy run này hay nào? Chưa tẩy run. Đúng kia kìa. Phải tẩy run nó mới long nó mới thay được. Thế à? Mới tẩy run đấy, con này con đực đây đúng không? Đúng rồi. Có mấy con đực này. Không nó mất một thằng to mà thằng này với thằng kia. Ôi. Mất không lọt đây luôn. Thế à? Mất hai con luôn á? Ờ. Con bé như con này kẹp cùng con này. Một thằng to như thằng kia. Rồi ôi. Thì nó lấy đúng một thằng đực. Mất mà, thằng hiền. Nhưng mà nó vào nó bắt luôn à? Nó trốn dưới rừng này thôi. Thế à? Thả đi nó trốn ngay bên dưới nương này đó mà, khu vực dưới này đó mà. Thế mình không biết à? Em thằng đấy nó đi thì nó đi sau, nó về nó cũng về sau. Ừ. Đấy, xong là thằng đấy nó hiền, nó đi ăn cỏ thì nó chỉ ăn theo đường loài này chơi loài này thôi. Ừ. Thế là nó xuống đi tìm cái loài kia, thế là chắc bọn nó nhìn thấy bọn nó bắt. Thế à? Cây nhỉ? 40 con. Được đấy. Bên này là nguyên dê cái. Bên này nguyên dê cái với dê con à? Vâng. À. Loại mới đẻ đây đúng không? Đúng mập đây. À. Sao bây giờ không thả ra cho nó đi ăn đi? Không, sáng sớm mình thả nó đi ăn chúng xương với ăn chúng sâu còn chưa. Đi nó bị đau bụng, chúng bụng chết đấy. À. Chiều mình thả mới được. À. Chiều mới thả được à? Đúng rồi.
Ờ. Một đứa này mới để 7 đứa chứ. Ừ. 7 đứa. Ừ. 7 đứa bé bé này. Ừ. Đây, vào nhà đi. Kinh thật, nhiều dê. Giờ hơn 40 con, 42 con dê. Anh đếm, đếm đi. Thôi, lần trước anh đếm 34 con. Cảm ơn cô Linh Trong rất nhiều. Giờ gia đình có nhiều dê như này. Giờ phải cảm ơn gia đình cô Linh Trong. Quá nhiều luôn. À, xin chào. Ừ. Bé ăn ra đây. Chào ra đây cùng ăn chào. Ừ. Mồi mồi lấy cái dao gọt ra. Em thử một quả xem nào. Lấy một hạt đấy. Thấy ngon quá. Cái nồi à? Cái nồi này. Mềm mén à? Chưa. Mì ngon, ngon. Ủa ngon. Chưa. Cái to mà tí. Đổ luôn chưa? Cái đấy tí nữa xào, để tí nữa tôi sang bên kia đi nhổ tí gừng. Đấy xương xương ấy đi. Ôi xương đấy không đủ đâu, một tí cho miến vào nữa cơ mà. Sữa này mang tôi bảo, mang cái túi miến đây tôi bảo. Bỏ ra ngoài, bỏ ra. Anh Sự lấy một cái nồi hay cái chậu đây. Cái này lấy có nước nóng chưa? Đây mặt hàng miến này, nhà tất cả bán. Bác nào mua ủng hộ miến đó, miến này rất ngon, làm một gói thôi, còn đâu một làm hai ấy này thôi. Vâng. Miến rong đào. Cho vào một cái gì đó xong đổ nước nóng vào bác. Trần qua thôi. Ừ. Xong tí nữa là ấy là đổ vào. Lá đắng. Lá đắng nó quanh ngon lắm. Không được chứ. Tài đèn hết rồi nhá. Ôi. Đây là cái gì đây? Đổ nước. Mất vung rồi à? Cái vung nó bay đi đâu? Bay đi đâu à? Sao bay đi đâu? Lúa nghỉ con lúa mang vút đi cho. Nó có cánh à? Con bố là bác cuối sao thế hả? Cho vào nước nóng vào. Đấy. Có phải cởi ra không nhỉ? Mà đá. Kệ nó. Đổ nước nóng vào ngâm qua. Vào luôn nhỉ? Ờ, xong tí nữa là ấy thôi. Đấy, miễn đấy. Đấy. Ừ. Các bác mua tất cả những cái nông sản nhà qua kênh của Tất Thắng thì gọi điện vào số điện thoại 0382933933. 0382933933 nhé. Số điện thoại được in đánh ghim trên màn hình. Lần này thì Thắng thông báo cho quý cô bác được biết là Thắng trở về Hà Giang thì ngày mai Thắng có cái chương trình, các bác biết rằng là ngày kia là chương trình mà ở mặt trận Vị Xuyên có rất nhiều những quý cô bác, anh chị là những cựu chiến binh đấy, đã chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên thì chương trình đó có tổ chức tại huyện Vị Xuyên nên là Thắng ở lại. Và hết cái chương trình này, có nghĩa là hết cái tuần này, Thắng sẽ trở lại Hoang Mạc Đá. Và trên cái chỗ mà Thắng đang xây dựng những cái ngôi nhà ấy, thì tất cả những cái mặt hàng mà Thắng bán được trên kênh của Tất Thắng thì Thắng sẽ mua bát đũa đó cho tất cả những cái người mà hiện giờ đang ăn thìa, mấy cái hộ dân ấy ở khu đó đang ăn thìa. Thắng sẽ mua bát đũa, trích từ cái số tiền mà bán được hàng này, từ miến này, từ măng này, từ nụ hoa tam thất này, hoa tam thất này, từ thuốc xương khớp của bác Trản này, cũng như thuốc dạ dày, rượu kháo vai lèng. Và đặc biệt nữa thì các bác cũng biết được rằng là hôm qua thì sau rất nhiều ngày, khoảng gần một năm, bạn Mạc Minh và nhóm anh em Tất Thắng rồi là ấy đã tìm được cái người mà đã làm giả mặt hàng kháo vai lèng, và công an và các ngành đã vào cuộc và bắt tại trận tại Hà Nội đó, vào ngày hôm qua. Đấy, có rất nhiều đối tượng, sẽ có những cái đối tượng bị khởi tố nữa luôn trong cái vụ mà làm giả cái kháo vai lèng của bạn Mạc Minh đó. Các bác biết rằng là một trong một cái thời gian là quá nhiều nhức nhối về kháo vai lèng của bạn Mạc Minh, là nhiều người đã làm giả cái mặt hàng này. Và khi đấy, bây giờ Thắng bán những cái mặt hàng thì các bác có thể ủng hộ cho anh em Tất Thắng những cái mặt hàng này cho vợ chồng Tất Thắng thì sẽ bán. Và lần này Thắng sẽ trở lại Hoang Mạc Đá, trên đó là nơi làm nhà ấy, thì Thắng sẽ
mua bát đũa cho họ để đấy. Sao chưa được à? À. Nước nhà trần để tiêu uống còn. Thế à? Thế đổ nước dân trần ra cái ống nứa này bảo xính nó chặt đấy. À. Thế bỏ cái này gọn vào. Cho nồi xương vào sát đấy đi. Xong rồi tôi mong sự đi ra ngoài cái còn anh sự anh khắc đun nấu cái đấy. Tí nữa về sôi là vừa. Sự béo đi. Nóng quá nhỉ. Hôm mưa thì này. Tí nữa ông yên tâm là tôi sẽ dành cho ông một cái phao câu. Sôi lên là anh cứ đổ nước. Bây giờ không có phao câu ăn à? Cứ nghe phao câu là sướng rồi. Có bác cũng xem qua canh vừa sự là. Cái miếng này là sử phao câu. Dạ vâng. Rừng này là tí nấu gà mới cả ấy. Rừng này tốt lắm nhỉ. Ví. Ê, củ non thơm. Hả? Ê, củ non này chưa? Lấy củ già lên sang bên kia. Ấy củ già, kệ nó, lấy cả củ. Non mới ngon. Thêm cùm nữa. Bọn nó thằng hôm nọ xính bảo bọn nó ở đây nó nhổ trộm à? Vâng. Nhổ nhiều không? Như là nhổ bãi thế này, thấy đâu hết rồi. Nhổ hết của mình á? Vâng. Nó cứ vào này nó nhổ á? Vâng. Mà... có người nó khó kiểu thế nhỉ? Ngày nào mưa mà sương mù không nhìn thấy là nó nhổ mà. Thế à? Sương mù nó bao phủ hết rồi nó. Ừ. Nó sẽ không nhìn thấy nữa. Bao phủ hết sẽ không nhìn thấy nữa. Úi. Tốt nhờ. Nhiều á. Ừ. Đây này, đèn nữa. Ui dồi ôi, ớt nữa này. Lấy ớt nữa nhỉ? Ừ, làm tí ớt nữa đi. Ừ. Nhặt ít ớt này. Nhặt ớt đi. Ừ. Tay bẩn quá Trương nhặt đấy. Ừ. Anh bẩn quá. Anh dính đất. Anh em cũng hoàn ớt để ăn nó nhiều đồ ải dày. Ừ, ăn bị thương thôi. Ăn để đủ cho nó cay để nuốt được cơm được rồi. Ăn nhiều. Về cho ông Sự ông ấy dã. Ăn Sự taxi dù thánh dã ớt. Thành bột luôn đấy. À. Lấy cả quả xanh nữa mới ngon. Đừng lấy nguyên quả chín. Phải rượu quá. Hử? Thì phải rượu quá nhỉ? Tay đất. Tôi lấy cái lá gói vào. Đây này. Bên này chưa. Bên kia. Cầm dao sang bên kia. Anh đang cầm kiểu này không cầm được dao. Chính nhà tôi thích ăn ớt tươi hơn là cái ớt ngâm. Nó thơm mà. Ngâm kìa. Nó không ớt bị, này phải nướng. Nó không bị chua ấy. Nó dạo này ông sự là ông ấy không chịu nướng ớt nữa rồi. Ui. Đây nhiều rau tàu bay thế nhỉ? Này, phải không? Vâng. Ừ. Không quen được cái món đấy nữa mà. Vẫn nướng. Đấy cây xiên mà nướng hả? Ừ. Nướng mà cũng ngon. Ấy. Đủ ăn rồi đấy anh. Rồi đây. Còn đâu để hôm nào ăn tiếp. Vặt một lần sau không có ăn đấy. Nhiều quá. Hết đâu. Ớt thì nhanh mà nhỉ. Đây phát hết đây trồng ngô à? Vâng. Mày khô đốt đi. Nồi này không có vùng nữa. Ớt đây. Đấy, miến đấy. Anh em ăn nhá. Được rồi, thế thôi. Bây giờ cho ấy nước vào. Cho thêm nước vào. Cho thêm nước vào để làm gà. Miến đây. Ấy, tí nấu canh xương. Mày bế thằng con mày ra hộ anh cái, tí nước nóng đây này. Ok. Đấy, tí nữa cho vào canh xương. Quên không măng măng đi. Trên này có tí măng khô nào không? Còn măng khô không? À. Măng khô nấu cùng cái này sao nhỉ? Nấu cùng với cả miến. Cũng được mà. Thôi, nấu nguyên miến được. Đổ nước đi. Đấy. Tí nữa là cho xương chín là đổ vào. Tí nữa anh
các bác ủng hộ măng khô như miến rồi là các mặt hàng nhé. Anh em Tất Thắng sẽ, ôi anh Sự làm từ nãy giờ anh Sự không thể nấu được, ăn là đúng rồi. Anh không chịu đi, anh cái này nó anh không có vung, không có vung, nhưng mà anh phải kiếm một cái nó to đi. Hả? Ôi dồi. Không có vung. Lấy cái lát trôi về. Vụng dã man. Nóng lắm em ơi. Không anh. Ai à? Nóng lắm. Anh để em. Đây, cái này nó móc. Đây đấy, em móc móc xỏ móc. Tìm cái cà phải đó. Đấy, anh cứ bóc cái nồi này để anh bóc cho cái nồi xương xuống. Cho nồi xương lên đấy. Vụng mà hả? Không sợ dính tay hết ạ. Để đây kim lăng ta. Cái gì mà mất nước, nước chân? Không, xương đấy là phải như thế. Đổ đi nó mới ngon. Rửa hết rồi. Rồi ông Sự ông vẫn bảo mất hết nước chất. Đổ đấy là đun sôi lên. Đấy bây giờ ông cho rửa cái vung kia cho anh. Cho nước vào. Đấy, ninh lên xong là cho miến vào. Rửa sạch vung cho anh. Rồi ok. Biết nấu cơm chưa? Cái đấy đun phải như vậy. Được rồi, thế thôi. Miến á, phải thêm anh ạ, thì không có nước đủ đâu, thì hút hết nước đấy. Cầm, cầm miến thì không đủ thận. Được rồi. À, đó, tí vẫn luộc gà đúng không? Miến nước gà thì này. Gà nấu canh đắng. Con nước vào ông nữa à? Ừ. Ngọt lắm. Ok, mát. Ngọt mà. Không bầu chứ, trong đó. Trong đó này. Uống kiểu đấy mới ngọt, còn nếu mà bác các kiểu nó không không ngọt. Mùi vị của nó không ngon. Đặt trong cái bầu ra uống nước ngọt lắm. Cái nước này mà đun pha chè chắc là đỉnh cao đấy. Cái nước còn ngọt hơn nữa. Không, cây bầu với cây kê rồi. Có cây bầu với cây trúc với cây to không? Đây là cái chỗ ớt lúc nãy em bất đúng không? Ừ. Anh bất đâu? Kia. Bà ngài cũng đủ chết rồi. Quá nhiều. Đây vãi lều luôn. Với xiên thôi. Xiên thôi. Ăn kiểu nó ngon, nó nhiều quá ăn không ngon. Ăn nóng bụng. Lấy quả xanh ấy, ương ương cũng ngon. Đấy, anh lấy con quả xanh đấy. Quả xanh còn càng cay nữa. Càng xanh càng cay. Lấy quả chín nó không có độ cay. Nó ngon. Thêm củi vào đi thì xương nó mới dừ được nhanh. Cái này thì đun như kiểu là ấy, thế này thì bao giờ mới cháy được. Chín không? Thôi thôi, lấy quả ương ương kia nữa. Chín này không? Quả đỏ mới không cay. Quả xanh cay lắm. Em thích ăn kiểu... Thấy chưa? Nhưng mà em thích kiểu dã nó không nhuyễn nhuyễn đâu. Đấy, đúng rồi. Nó dập dập ra vừa. Nhai đúng không? Không lấy ít nướng xong lấy tí tươi nữa, mình dã lẫn lộn nhau. Không. Cho vào nó mới thơm. Cứ nướng mới là thơm. Mới thơm. Thế thì có cái vung để rang nốt cái kia lên, cho vào cái... Vùng kia rang lên là ngon hơn cả nước. Cái rang với muối. Cái chỗ này cho có này. Muối, cứ có muối với mì chính là ngon. Không, không đun cho mì chính. Muối không thôi. Cái nồi xương này đun tí nữa thôi nhỉ, cho xuống bên cạnh. Để còn luộc gà. Có cái nồi nào luộc gà không?
Chắc cũng nổi đấy rồi. Ừ. Cho vào luôn xương này luôn đúng không nhỉ? Được. Một cùng được luôn, cả ngọt nước. Như thế tí nữa không có nước để nấu canh đắng thì anh nghĩ cho vào cái chảo mình đấy, cho chảo cho luộc à? Bù thêm nước vào anh. Ừ. Có hoa đâu đủ nhiều lắm. Không, anh lá đắng cái ngon. Bù thêm nước vào cho gà cho bù thêm nước vào là được. Thoải mái. Canh đắng thì cũng ít thôi. Mấy con này cứ kêu. Kia là ốc à? Vợ xính nó nhặt được ốc à? Lạc, không phải là lạc. Bây giờ còn nấu cơm nữa à? Nằm một bếp, hơi lâu nhỉ? Xính hôm nào mình phải mua cái kiềng mà nó có 3 ô mà vuông rồi. Kiềng giá giá? Ờ. Thì sẽ đặt được nhiều bếp. Ở đây, nằm bếp. Bây giờ đông người rồi. Phải làm kiểu đấy. Nấu còn cái này cái kia. Đất đỏ này đắp bên lò được không? Không, lò gì? Nó đặt hai cái phát là được. Đắp bên lò là đỡ tối củi ấy. Bọc tay. Đấy, gà cứ ủ đấy là được. Vâng. Cho nồi cơm nấu đi. Vỡ gà. Kiểu này nó vỡ gà bị vỡ đấy. Có cả mèn mén nhỉ? Vâng. Thế mày chẻ cái cây tươi kia. Bổ ốp lấy hai con cá mắm này vào nướng. Biết làm không? Đấy. Hai con. To nha. Hải sản đấy. Cũng lấy một, em lấy hai cân đấy. Em để vào cái sọt. Thế nửa đêm có mèo nhảy lên làn rơi đấy. Có mèo ăn một con, chó phải ăn hết. Ừ. Ăn hết cá mắm á. Chó phải treo, mèo phải đậy. Mèo treo là nó vợt ngay. Mèo là phải đậy vào. Giờ còn con lợn nào? Không, em không nhìn, năm nay nó có hai đứa con nó của Việt nhiều. Chết ớt chưa? Cho nó hơi quá lửa tí đã. Cho chay à? Chay là ớt bánh sự mới chế. Cho nó hơi quá lửa tí đấy. Xuống mà hơi quá lửa cho nó khôn cắt. Khôn cắt. Gan của nó còn nguyên đây. Kệ nó. Cho chó đắng. Chuyên nghiệp đấy nhỉ. Cá nướng. Cá này cá lục cơ. Đúng rồi, cá lục. Cá này trong kia rẻ lắm. Nơi tại chỗ của nó này có nhiều rồi. Đây anh Sự ơi. Ớt này, ớt nướng của anh nha, dã đi. Bát nước chấm này không ngon không lấy tiền. Có muối cho em, cái súp á. Cho muối rồi. Nướng này ăn với mẻ mén mới thích. Ừ. Mới vào mồm tôm. Nhất tỉnh luôn. Ớt nướng nó giá nó giòn, giá nó nhanh tơi. Đúng mình rồi. Cứ cho cái ớt héo kia vào giá mãi không thấy nó tơi. Lâu rồi anh Long về lốc có ra đây không? Anh bận lắm, anh không có thể làm ra đâu. Hôm nào vừa đi thăm anh về. Đi sao? Đi đi du lịch ấy. Với anh về anh đi ấy. Thắm à? Anh à. Dạo này anh mặt đen hết rồi.
Gầy thế. Các phút thì nó không có cái logo này. Anh gặt bây giờ anh đi gặt anh lau ở đường anh không nhận ra mà. Anh đâu không quay mặt đấy. Mặt đen hết giống kiểu người dân. Đi ngoài đi. Tôm sôi thì nhỏ lửa. Anh được. Nó trượt thì cái vỏ nó trượt lắm. Cái gì đấy, từ từ. Vừa mỡ thôi em ơi, mình xào tí nữa kiểu nấu sấp sấp nước mà. Ông Sự béo ông cứ làm mấy con cá đấy chín ở vừa. Rồi ok. Không, mấy con cá đấy em bắt ở ấy. Đây gọi là nấu kiểu canh gừng. Cái này nấu kiểu lợn rừng với thú rừng nhé. À, ông không biết nấu kiểu này à? Có nhưng mà khô đi. Đây người ta gọi là có ít nên là phải nấu kiểu này. Giống như kiểu bọn ông bắt được có mấy con ong thôi. Bắt được mấy con ong thôi cũng mang ra nồi canh. Cho một nồi canh mà. Cái gì đấy? Gà đánh nhau. Gà đánh ngan. Gà đánh ngan à? Ngan đánh gà. Ngan được đánh gà mái. Con ngan được đang cuồng rồi đúng không? Nó uống khó phải lèng nhiều rồi. Nó ăn củ khó phải lèng chắc ăn nhiều quá rồi. Con mái đứt rồi à? Nó lại mò đến gà bên kia đó chứ. Thằng kia lại đi bắn ninh tinh rồi kìa. Thằng này á? Tán tình bây giờ. Món này ngon đấy. Gà nở ra vịt á? Đâu? Nó đưa đi vào rừng ấy, không biết quế. Cứ nhảy xuống vào ao, nó bảo ôi dồi ôi, các con ơi. Không được xuống nước à? Gà ướp trứng vịt. Nó mang 5 con rồi. Nó cứ thích ướp trứng ấy. Thế là đưa cho nó ướp. Nhiều trứng ngan nó lâu đến lúc nhiều lúc con gà mẹ nó ấp đến nỗi mà rụng hết lông đi. Con chưa nở. Ngu ấy người đâu mà. Con này chơi đủ mới lên. Con lúc ấy còn chưa nở. Vớt con gà ra. Thằng Trương xem có cái ấy không? Dọn cái này đi, tí nữa ăn cơm ở chỗ này. Ở đây không? Cho nó rộng. Ê, bỏ hai cái này ra. Con này chắc phải đẻ đến 3 con. Sấp sấp thế thôi. Rồi, sấp sấp này rồi, múc ra được rồi. Cho tí nước gà. Cho tí mỡ gà cho nó thơm. Cho tí mỡ gà cho nó tuyệt vời. Nhìn nó hoành sấp dần. Sấp dần đấy. Chí nấu canh đắng. Đấy, bát thịt này mới ngon này. Đấy, canh rừng. Hôm nay không lấy được cái nụ hoa tam thất tươi vào nấu. Úi dồi ôi. Nụ hoa tam thất à? Ờ, nụ hoa tam thất tươi. Đã xong nhá. Bác nào mà mua nụ hoa tam thất thì alo rất thắng. Nụ hoa tam thất tươi. Khô có. Nhưng mà tươi thì không gửi được cho các bác. Úi, bát canh kia mới là ngon. Cá ổn không? Ổn ạ. Đủ chỗ ngồi không? Dê này là cứ phải chiều mới thả sinh.
để xào vào. Cho nó ăn đến. Mỗi cái nhân này nhỉ. Thì mới biết. Đổ hết ra, cầm phát đổ luôn. Rồi rồi. Cậu xương đêm hết nghĩa lòng luôn. Đâu lòng gà đâu? Đây đây, thấy anh chị bỏ cái kia ra. Lòng gà là đâu? Còn nó xách con làm được sống rồi mà xách. Còn bà làm ra đây. Nhớ tí cho cái tiết vào nhá. Từ từ đấy. Có thông rồi, làm gì? Có thông rồi. Chưa thấy. Chưa thấy lòng à? Vâng. Đây 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 đây. Ui, cái kia nó làm cả. Cả bãi luôn. Ấy. Xương kiểm tra xem có dư chưa. Thêm tí nữa đi. Không nhiều quá. Rồi. Và nấu cho miến vào. Đây cái này nấu canh đắng nha. Kiểm tra xương dư chưa. Có thu nó số đi. Nó số dần Facebook chưa được. Nấu canh đắng xong đặt lên đun một tí. Đâu, có lá đắng đâu. Anh Sự sôi rồi. Nấu canh đắng này mới ngon. Mỡ này. Quá tuyệt vời. Anh Sự khi nào lấy thì gọi điện cho Sinh nhá. Sinh ơi là Sinh. Sắp được đấy. Cho vào đi. Cho hai bốc luôn nhé. Ừ. Nó đắng nhỉ. Vừa tầm thôi, cái lúc bảo cần đắng thì cái khô nó đỏ ra nhiều lắm anh nhỉ. Con này chưa? Được rồi, thả vào đắng mà. Thả vào rồi. Thế được rồi. Cái này nó khô ra. Có hôm thì bảo cho ông ấy cho nhiều thì ông không cho. Có hôm thì bảo ít thì ông lại cho nó nhiều. Bây giờ tầm này là nó vượt tầm rồi. Nó nở ra nó nhiều lắm. Sự béo được ăn cái này rồi nhỉ? Ăn rồi, ngọt ngọt, đắng đắng ngọt ngọt đấy. Ngon không? Ngon chứ. Cái này ở khe suối, cái thác nước. Cái này người Mông không biết đâu. Vẫn biết mà. Ít thôi. Còn đa phần là người Tày. Người Tày. Chỉ có hái về nấu con, cho con lợn thôi. Người Mông là lấy về cho lợn ăn à? Lợn ăn mà. Ừ. Lấy cho con lợn thôi. Nhưng người Tày biết là đấy là thuốc. Ừ. Mỗi người một kiểu. Thuốc ấy. Giống như người Dao ấy, cái rau mà bà đẻ thì người Tày lại lấy về cho lợn ăn. Đấy. Người Dao rừng ấy. Thuốc. Người Dao lấy về là thuốc cho bà đẻ ăn. Bất kỳ cái gì con lợn ăn được là người ăn được. Hiểu đấy, con người có những thế, có những cái con lợn ăn được không ăn được đấy. À ăn được mà con người không ăn được đấy. Con lợn cái lười lười cắn lợn cũng chết mà. Khoan thôi. con lợn nó bị ấy ăn lá ngón gì đâu. Con lợn lấy lá ngón cho nó ăn là tẩy thun đấy. Đấy, sự đấy. Nhớ cá ra để nhớ cá để bắt canh đắng xuống. Okay. Rồi bây giờ đun cái kia nữa là xong ấy đúng không? Đây, cái này xé ra rồi. Đây, chín rồi. Chín chưa? Gì? Chín rồi. Chưa được, hơ mạnh vào nữa đi cho khô vào nữa đi. Chưa được, xé cái gì ông Sự chưa gì đã. Đã xé. Đây tập cái này. Thà này. Ừ. Ok, đúng rồi. Cho không có đi em ơi. Cho một lúc nữa là cho miến vào. Khi nào ăn mới cho miến. Khi nào ăn mới cho miến là nó nở ra đấy. Cơm được chưa? Nồi cơm được chưa? Được rồi, cháy rồi, nên là sắp cháy rồi. Cứ đốt cháy cháy tí cho ăn cháy cho ngon. Hơ mạnh vào, hơ gần vào. Hơ mạnh vào. Cứ hơ gần vào tí. Nó cháy hẳn. Đúng không? Nó vàng vàng. Cháy ăn chả ngon à, đúng không? Nó tên gì mà sẵn ra cá là bò. Kéo cái áo bác trèo lên trên. Muốn trèo lên trên ấy. À, muốn trèo lên trên à? Thế trèo lên như thế. Không cho nó lên á. Thôi, nhờ dưới rồi. Cái sữa này là ai uống đấy, trẻ con à? Cái này của lúa này. Cái á. Lại lùi chân nhấn vào thì. Ông chân chân quấy của mẹ rồi đấy. Quấy lại giống nhộng của mẹ rồi đấy, lại lại mô. Bỏ ok được đấy. Cho lùi cái chảo cái đắng ra một chút. Đúng rồi đấy.
úp xuống, úp xuống, úp kia. Đấy. Đá này mới là đặt chặt đôi ra. Đó này đẳng cấp với nhỉ. Thằng trẻ con cho ra. Con này con đau đau ấy. Sâu bọ lẹt đấy. Chặt qua đây. Tí nó hồng cơ mà. Được rồi, chuẩn bị chặt gà đi. Đâu rồi? Đây, chặt qua đây. Mất tổ hôi này có thể. Chặt đi, chặt bớt đi. Để lấy cái con này đốt cho phát này đúng không? Ye ye ye. Kẻ nó. Chặt toàn để hút đi mà. Chặt đi. Cắt đi. Một thằng năm tí đấy. Được rồi. Đấy. Ừ. Cá ngon đấy. Thơm đấy muối chứ. Về rõ ra thơm luôn. Anh Sự kiểm tra cái này không là ấy được phát là cho ấy ra này. Có mua không phải thiếu. Xé rõ không. Cá về đây xin xẻ. Cho cái miếng vào gì? Không, múc canh đắng này. Rồi là múc bỏ thịt xuống này. Tẹt thở rộng rũi hả? Đây đây. Bát bên này này. Đấy, bát gà đây này. Bát đây anh Sự ơi. Ok. Ăn cá đi. Mình ăn cá nhỉ. Sao ăn bọn kia đã ăn cá rồi. Ăn thế đi. Xí bảo là ăn cái vụn nhưng mà chưa ăn đâu. Chưa dám ăn phải không? Vụn đâu. Cái vụn vụn nó kiểu rơi rơi này. Cái cánh của nó. Chợ, thằng trẻ con kia đòi ăn cá nào. Úi giời thấy chưa? Chưa đâu mấy. Chưa đâu mấy. Thế mà không khóc nhỉ? Mẹ. Nó làm rơi nhưng không khóc à? Mẹ nó làm rơi luôn sao cái còn không khóc. Nó không ăn cá à? Cái muối quá nóng thật ngon đấy, ngon lắm ha. Mình muốn mất này đấy, ăn thịt cá. Cá mắm nướng có ít quá thế thôi nhỉ. Đây thôi, thôi nhiều thứ mà. Canh đắng nữa thôi, ok. Còn bát nào không Sính ơi? Bát còn đấy. Đưa một bát kia đây. Để múc cái canh đắng. Cây xương rồng. Cái to này luôn. Múc cái to sạch chưa? Sạch rồi. Vừa sạch rồi. Ui, nóng. Nóng nhỉ? Cho thằng trẻ con miếng nước kìa. Này bắt cho miếng này này, miếng bé đi. Đây. À. Ăn chiều khát nước rồi. Có nguồn nước mà. Uống nguồn nước luôn. Khi với anh Sử đi đào dưới một lần nhỉ. Ừ. Đào dưới ở đâu nhỉ? Ở trên này. Ừ. Trên thấy nguồn nước. Thấy lỗ chưa? Thế rồi em thột tay vào. Cái chó Sử đi đào hầm. Thôi tay vào nó đi là đi rồi. Tay vào nó chạy, chạy mất rồi. Chạy đâu à, nó lại bịt về đó mà. Con dưới này nó không có đường chạy đâu mà. Nó chạy vào nó ở xung quanh kia thôi. Nhỏ này có một vùng đấy chỉ có cỏ. Đúng cả cái rừng này chỉ có vùng đấy mới có cỏ. Yeah. Nó chỉ nấp ở đấy. Cho nó chạy xong là nó đi moi lỗ khác rồi nó thất. Xương đấy ăn được đúng không? Ăn được. Nhai cả xương cá luôn. Đâu, bỏ góc kia. Dạ vâng. Đấy. Nóng đây, nóng đây. Cho miếng cá này xong không có mùi vị gì nhỉ? Hả? Miếng này, miếng cá gì nhỉ? Đây, cho mình cái đuôi. Cái đuôi này giòn ngon lắm. Không phức. Nào kéo ngồi để cho hai em gái cho nó ngồi nữa. Ngồi kiểu gì? Ngồi tốt mà. Kéo lui ra ngồi bên đấy. Mình làm ngồi một loạt. Hai chiếc bình nóng này ngồi cạnh bếp. Nó Sự ấy. Không, tắt luôn. Sự Béo là sao xong. Tắt lắng luôn đấy. Sự Béo lại ngồi gần bếp cho nó chịu không chịu. Khói được. Giảm cân. Ông chịu được khói là ông giàu ấy. Nên ông cố gắng mà chịu khói. Cố gắng chịu rồi. Chịu được mấy năm nay rồi. Đúng rồi. Cũng gần giàu. Gần giàu rồi à?
sắp dầu nhất lũ cáng rồi đấy. Làm cái tút là sắp dầu rồi. Sự béo là sắp dầu nhất lũ cáng rồi. Đấy, bà thịt đấy mới ngon, giá trị. Đấy, nước chấm đã đời không? Đã luôn. Đây. Cho tí nữa vào. Ôi dồi ôi. Buồn chị nào. Hết nước chấm. Hết nước chấm luôn. Đi tàm à? Chúa mà, được nhiều mà. Giàu ta. Rồi, bảo vợ trương cái thứ vào ngồi đi. Thế tí rửa anh. Để ra ngoài. Để ra ngoài. Lôi cái miếng kia ra. Có một bó chè nào đúng không? Con gà này sao nó trắng bóp nhỉ? Được quá hả? Cho xính ngồi vào đây. Chân mày ngắn. Đấy, ngồi vào đấy. Cho vợ xính ngồi kia. Vợ chồng chưa ngồi bên kia. Còn ba ông ngồi bên này. Đây, vợ chồng chưa ngồi trong này. Đấy. Còn ông sự, ông hai ông sự với cả ông kế ngồi bên này. Có nè, chỉ chẳng chu nè. Sự là chịu được. Bỏ bát xuống đi, có bát không? Mà bát xuống. Múc canh đắng kìa, kìa nóng kìa, nó đừng để nó sờ vào. Hôm nay mày đi đủ thôi, không phải nó sờ đâu. Đây, vợ xính ngồi vào đây. Cho miếng vào nhá. Rồi, cho miếng vào đi. Miếng vào từ từ để múc canh cái... Từ bắc xuống đây cho miếng vào được mà. Không, anh đun một tí cho nó... Hả? Cho vào. Phải đun một tí đấy. Phải đun một tí cho nó... Sụp. Xong rồi vấn đề mới ngon. Ừ. Mà mong. Miếng ngon lắm. Ây da, cà mắm. Được đấy nhỉ? Cà mắm giống mực ấy nhỉ? Cho vào nhá. Ờ. Đu đi. Em ra chặt thêm một lá chuối nữa. Giả đây. Chặt thêm một tàu lá về đây. Ôi chặt. Này. Thốc lửa mạnh lên, cái xương nhiều lắm. Vâng. Mấy cân xương ấy. Đẩy bùng đấy. Không để nó đảo đảo cái miến ra. Từ từ để cho lửa nó bụi. Của đứa này bụi lắm. Đây, cho lá chuối vào ngồi. Rộng. Thế này là nó lá chuối mùi mới mát, đang ở chỗ cảnh bếp thì phải mùi cái này mới mát. Ừ. Đấy, thấy chưa? Hợp lý đấy. Cho ông Trương nó ngồi sát vào cái cột đấy. Vâng. Dấu nó nè. Cho ông Trương ngồi bếp nửa kia phải không? Đó. Thì quay ra ủi con bên xong mới ra ra ấy. Không, thì nó đặt cái phung trắng vào đây là được. Đặt phung đi. Bác sĩ dù ngồi vào đây đi, ngồi vào đi. Anh lấy cái phong anh đặt cái chắn là làm mát luôn. Bây giờ muốn mát đây lấy cái chậu cái tre phát là mát luôn. Chậu nào? Chậu trắng. Chậu nào thế là? Bây giờ à? Bỏ thêm một to, to to thêm. Cái này, cái này, cái này. To to thêm. Như vậy. Nó tùy dựng nó mà. Cho ít trên chân bắt cái nước để tí đun. Đây, sự lũ cá ngồi đây. Cái ngồi đây. Một cánh à? Thật sự nó ớt. Chưa biết ăn ớt đâu. Ơi, không ăn cái này đâu. Thử vào ngồi đi. Nóng, 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 cho cái kia vất lên đó. Cô lụa đâu? Thắng là mẹ này. Không, anh ăn canh đắng với cả miến.
không có Âu ở xí. Anh chưa ăn mè mén đâu. Âu còn mà. Mấy hôm không ăn rồi. Ăn kiến được. Miếng to á. Ô, con gà lùm chua. Sáng nay thằng lúa lại để cho cửa cả. Cái gì? À? Rất xiên cửa cả. Cái gì đây? Bát to ấy. Mang về đặt ở thế đấy. Bát để đựng cái gì miếng á? Hả? Rồi. Thịt gà dai quá mà nó trẻ con nó cũng chả ăn được ấy. Kia cái giấy kìa, lấy cái giấy kia để nhét này. Ừ. Mấy cái đó là một khác cầm đấy. Ông dập dập hẳn rửa đi em ơi. Cái này của anh. Đây, cháu thử cái này. Anh thử đưa cái lúa cho em. Đu dài đấy, luộc đến giờ vẫn còn sợi đàng hoàng. Đây mấy cái muôi múc canh này, múc xương lên, múc xương mới gửi lên, múc xương được rồi, múc xương số một tài này. Làm rũ nó tạt phía lò bỏ lò hạt thì phía lò này. Nếu nó tạt phía lên 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 thì tạt con cá xuống lò luôn. Lũ hoa, lũ hoa này, lũ hoa này cái gì vậy? Con này. Cho bát đấy vào đây. Cho nước nước nữa. Thêm nước nữa. Tí chan nước sau. Đây, miến đây. Ôi giời. Đẳng cấp luôn. Múc nước vào để cho trẻ con nó ăn cơm mình sẽ nhận tay này ạ. Mình sữa. Đi ăn nấu ăn. Đưa chả đúa dụng sự dùng luôn đúa đúa đấy nhá. Đây là đầy luôn. Đúa này. Cái máy này cành nước cành ok. Rau tươi gì không? Ngã nó thở tay to rồi rau. Đúng à? Nó mua tàu rồi nãy mà nó đang chơi nó đặt tàu. Thôi mà sợ nóng á. Rồi, chén đây. Rồi. Cơm đi. Cơm đi, mời các bác nhá. Ừ. Mời các bác đang cơm mà cùng đây, em nhá. Đây, rồi, mời quý cô bác nhá. Làm gì kinh năng. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Đi đi. Đi chợ lông mau để con chưa. Cơm chưa nhá. Kinh năng nghe. Trẻ con không ăn được canh đắng thì cho ăn thịt đây, ăn xương đây, đây. Bóc xương này ngon lắm, toàn thịt nạc quá. Cho một bát đấy kia ra kìa. Cho một bát miến này sang bên đấy, cho nó gần. Đây, mà cho bát được. Đấy, cho nó ăn xương. Đấy, bóc xương bên đấy. Ngon hơn cả thịt gà luôn. Chén đây, mời các anh em đây. Ăn cơm trưa nhá. Là bát canh đắng đã. Thường ăn cơm tối. Uống canh đắng cho nó giải rượu. Chưa ăn cái canh đắng này bao giờ. Mày ăn thử không? Ngon thế. Miến ngon không? Miến ngon đấy, miến trong vắt luôn đấy. Miến này nhìn như kiểu kính ấy. Nó lấy toàn cái nhựa cơ mà. Cái miến là miến rồng à? Rồng đào. Miến rồng ngon. Em còn lấy cái củ về nướng ăn mà. Rồng. Nướng ăn như kiểu khoai ấy. Mình nấu xương là hợp lý ấy. Rồi chắc nhiều rồi. Xương nhiều quá nhỉ? Nhiều xương. Tại có sẵn rồi đó. Vừa tầm. Xương vừa tầm. Đợi bưng vào. Đi. Để bên nào. Ở trên nồi. Bỏ cái chậu kia. Bỏ đây.
Chó má nó vào. Đậy kín vào đi. Tí nó đi qua nó lại nhổ một cái lông vú vào. Ừ. Nó lại nhảy vào ấy. Đây. Là miếng cá mắm. Dê cười he he. Làm cái gì dê đỏ đúng. Miếng này. Dê sọc ra hai con rồi. Các bác mua mặt hàng măng miến rồi các thứ. Mấy bữa tháng lên Hoàng Mạc Bá mua tặng bà con bát đũa cho bà con trên đấy. Làm cái miếng nhỉ. Đợt này cho bà con mấy trăm cái bát, 500 cái bát. Anh Thắng được ăn thiềng hú cho đi lâu này trên kia. Hử? Anh được ăn thiềng hú chưa? Cái gì? Ăn thiềng hú rồi. Ăn thiềng rồi, thiềng hú là đám ma. Đám ma mới ăn thiềng hú. Không phải đâu. Ăn bình thường họ vẫn lấy cái múc à? Thôi sợ lắm. Cứ ăn cứ nghĩ như kiểu cúng ấy. Ừ. Thịt này. Nhiều mà. Mềm lắm. Ngon không? Ăn miến nào. Nấu cái này. Đã rồi. Ăn như kiểu lợn rừng nhỉ. Ngon không? Ngon. Sướt sướt. Ừ. Là... Yên gì luôn mà đọc. Nhá cục quá ư. Chà chà chà. Ăn miếng hình sự. Được rồi. Làm tí ớt vào đây. Chan canh gừng vào ăn. Ngon đấy. Ngon lắm. Thơm. Ăn hơi nhạt, miếng hơi nhạt đúng không? Đúng rồi. Múc ít thì là nước vào nữa đây được, mình cũng cho nước. Nó múc trên. Em múc cần gừng cho anh nhá. Ừ. Đấy. Cho miếng thịt nữa. Toàn thấy canh chả thịt cái cái đâu cả. Múc cái gừng nữa. Ừ. Múc gừng vào. Nó vã mồ hôi rồi. Nó vã mồ hôi hết. Thôi được rồi. Ngon đấy. Được cái gừng trên này sẵn, nhà xính này được. Họ lấy hết rồi, cái kia nó sót lại thôi mà. Em nhổ cọ đi, kệ nó cứ mỏng hết. Bọn nó nhổ trộm mày à? Ừ, nó nhổ đi hơn bao tải. Tính tỏ bên rất có nhiều kẻ xấu. Mình không ở nhà gái là nó trộm ngày đúng không? Không, mình ở nhà nó trộm ấy. À, dạ? Nó mò kia là mưa nó trộm mà. Mình không biết đúng không? Không. Mai em phải làm cái bù nhịn ở đấy cho nó nhìn đến người nó giật mình. Thay sự lên nó nhổ. Thay sự nhổ đấy. Sự này á, ừ. Sự này khác biết, biết làm như thế nữa đấy. Sự nó ít khuyên lắm. Chứ sự trồng ở trên rừng mấy kia, núi đá mấy kia. Vẫn bị họ lấy mà, vẫn bị họ lấy trộm nhiều. Ở kia nó nhổ ở kia, ở rừng kia nó nhổ nó về gọi đi ăn nữa rồi. Ừ. Nhiều người trồng này, nó đi nhổ nó không ngủ. Ở kia nó nhổ tối cũng sợ mà, lúc chật tối nó nhổ nó mang về thoải mái. Câu nhận miến lâu rồi ăn không ăn ngon nhỉ? Ừ. Miếng này ăn được chứ có nhiều. Mình cái này miếng ở thị trường họ bán trôi nổi chứ không dám ăn đâu anh ạ. Ừ. Nấu xong nó như kiểu cái cơm nguội ấy. Ừ. Không ăn được. Miếng này ăn được như ăn cơm luôn. Ừ. Miếng này thay cơm luôn. Cho em bé thì ăn thịt đi. Vâng. Wow. 6 tháng à? Vâng. 6 tháng cho ăn thịt rồi nhỉ? Biết ăn được mà. Là mắt canh gừng là nóng được. Vã mùi đấy. Cái phao câu của sự béo như này. Này, sự béo. Này. Ôi dồi, nhất ông luôn. Cảm ơn nhé. Nhì tôi. Nhất tỉnh luôn đấy. Được không? Đang nghiên cứu xem ở chỗ nào. Nghiên cứu bản tháng có lấy cho không thôi. Đấy, nhìn thấy rồi đúng không? Được, nhìn thấy rồi đấy. Mình chưa gấp. Phải đợi đúng không? Phải đợi bản tháng. Chờ lâu lắm rồi. Thế à? Kiểu thích ăn lắm rồi nhưng mà cố. Cái lúc chặt nó thấy cứ đi vòng vòng quanh rồi. Phải không?
xương lợn dừ chưa? Dừ. Mình vừa tầm ăn ạ. Vừa tầm ăn à? Giờ bát miến nữa, ngon quá. Hai bàn rồi em ấy. À. Ngon quá. Miến vừa tầm, không nát nhỉ? Đúng rồi. Cá mắm không ai ăn nữa luôn à? Có rồi, thế là ăn mềm mén. Ừ. Không. Là miếng cá mắm. Thằng kia là bằng con, thằng con tuổi con ước ấy nhỉ? Ít hơn một ít lớn. Tuổi ước à, ở con ước à, 10 mấy tháng làm sao? Ừ. À, này chứ gì? Thế hả? Ờ, tức là hàng ngày đã chạy mầm khỏe này. Nhưng mà giống trên núi nó khác. Tranh định cháy. Ừ. Cháy nhà kì. Nè. Thôi được á. Ê rồi. Bánh miến này chết rồi hả? Ăn nay đi. Bao giờ mới bốc mộ. Nhanh 65 nữa. Ê, anh em Thắng đã ăn cơm xong buổi trưa ngày hôm nay tại lán của em Xính. Chiều nay thì Thắng đi chơi cùng em Xính chút, đi bắt rúi trên rừng. Xong sáng mai Thắng còn có việc. Mọi những cái mặt hàng mà các bác mua trên kênh thì ủng hộ để cho Tất Thắng có thể là tiếp tục mua đồ lên cho bà con ở trên hoang mạc đá nhé. Các bác mua ủng hộ các mặt hàng như mật ong bạc hà này, rồi là trà san tuyết cổ thụ này, rồi là lá đắng này, nụ hoa tam thất này, măng này, miến này, đấy. Các cái mặt hàng đấy Thắng bán được thì lần này Thắng sẽ trích ra cùng để mua bát đũa lên cho bà con để bà con có thể ăn được bát đấy, có bát ăn. Hôm các bác là toàn thấy là các bà con chơi máy bay thẳng, chơi bằng thìa. Đàn dê của nhà em Xính nhiều dê lắm, dê. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.